Michigan trở thành cái tiểu bang đầu tiên chính thức cấm việc bán và lưu hành thuốc lá điện tử. Cái bản tin đó như thế nào? Sau đây chúng tôi sẽ gửi những cái phần chi tiết tới quý vị. Vâng, cái gọi chung đó là nó hay gọi là chữ vaping ấy, thưa quý vị. Nếu quý vị vô tình đọc đó, có nhiều người đọc mà không hiểu đó, thì bên đó là cái thuốc lá hút, cái thuốc e-cigarette này, thuốc lá giả đó. Nhưng mà lúc đầu họ có cái hay là cái giới thương mại họ làm sao mà tạo được một cái nguồn dư luận là hút cái này sẽ không hại như là thuốc lá thật. Đó là lý do chính tại sao mà bao nhiêu người ào ạt vô mua và hút, mà mình thấy rõ ràng cái lượng khói nó ra còn nhiều hơn, có nghĩa là cái độc hại nó phải hơn. Tại vì trong đó là cái chất nicotine, quý vị biết rồi, vẫn là cái chất chính mà nó gây nghiền cũng như là nó rất hại, tác hại về mặt lâu dài. Mà không, lúc đầu không hiểu sao cái giới thương mại họ lừa được cái giới tiêu thụ. Tức là cứ nghĩ là mình thôi, bây giờ mình bỏ thuốc kia vì bác sĩ khuyên, cho nên tôi bỏ hút thuốc, thì hóa ra họ chuyển qua cái này hết. Và đi đâu cũng bập bùng khói bay đầy hết. Đó. Thì trong cái bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi được biết là tiểu bang Michigan chính thức trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn cõi Hoa Kỳ là ngăn cấm cái việc mà lưu hành và bán thuốc lá điện tử tại nơi đây. Thì trong cái bản tin này thì chúng tôi được biết là cái vị thống đốc của Michigan là một phụ nữ, thưa quý vị. Phụ nữ, quý vị thấy chưa, là người ta rất là lưu tâm tới vấn đề về sức khỏe. Đó, thì bà Gretchen Whitmer là thống đốc của tiểu bang Michigan. Bà đã sử dụng cái vai trò của bà là một thống đốc của tiểu bang đúng, và đúng. Bà là người thuộc đảng Dân Chủ. Tuyên bố là bà đã yêu cầu những cái sở y tế đó là cấm được lưu hành và bán các loại thuốc lá điện tử trong vòng ít nhất là 6 tháng. Bà cũng tuyên bố là hạn chế cái việc là quảng bá về cái thuốc lá này, thuốc lá điện tử này, và ngăn cản các công ty quảng cáo các sản phẩm của họ. Bởi vì các công ty là thuốc lá điện tử e-cigarette, họ luôn luôn quảng bá rằng là sản phẩm của chúng tôi là sạch sẽ, bảo vệ an toàn, lành mạnh, vân vân, thưa quý vị, để cho nhiều người họ nghĩ rằng là nó thực sự lành mạnh để và mua thuốc lá của sản phẩm của họ. Thì bà Whitmer là đã sử dụng cái thẩm quyền của bà để đưa ra cái lệnh cấm 6 tháng đối với việc bán thuốc lá điện tử có hương vị. Và bà tuyên bố rằng là lệnh cấm này có thể sẽ được gia hạn thêm 6 tháng nữa. Và cho bà nói như vậy cho tới khi nào mà thành bà luật. Thành luật đó. Đúng rồi. Thì quý vị cũng hiểu đó. Bà thống đốc á, bà Whitmer đó, thì bà ấy dùng một cái mà mình hay gọi là một sắc lệnh hành pháp đó, mà ông Trump có hay dùng đó. Mang tính chất là đơn phương. Đơn phương. Đơn phương của bà đó, thưa quý vị. Unilateral, đúng, đơn phương. Và trong khi chờ đợi, bà sẽ vận động để cái này trở thành cái luật chính thức. Dự luật, Dự luật và chính thức. Hiện nay nó chưa thành luật. Nhưng mà bà với tư cách là một thống đốc thì bà sử dụng cái thẩm quyền của bà đơn phương thực hiện cái việc này, bởi vì có thể là bà là cái người mà bà rất là chống cái việc mà sử dụng e-cigarette, thuốc lá điện tử, nhưng mà các tiểu bang vẫn cãi lộn nhau lâu quá rồi. Đúng rồi. Để cho nó thành luật mà không sao thành luật được, nên bà đã take action, thưa quý vị. Và cũng nhấn mạnh ở đây đó là nhắm vào cái giới teen, tức cái tuổi mới lớn, thưa quý vị, hay đua đòi cho là mình nghĩa là hút như vậy là cool. You cool, đấy, đúng không? Thì tôi là đám trẻ thì lúc nào cũng vậy, nghĩa là cho nên là hút bắt chước nhau và đi vào một cái tật xấu, và nói là một cái habit, một cái bad habit, nhưng mà lại đang tiến hành mạnh mẽ, cho nên bà muốn nhân cái đó để nhấn mạnh cái đạo luật này và để ngăn cấm cái tác hại lâu dài. Và chúng ta thấy ngay cái hội về tim mạch đó, thưa quý vị, là American Heart Association đó, thì vội vàng hoan nghênh liền cái điều này, là vì tất nhiên nó có những cái tác dụng với nhau, nó có những cái tác dụng ngầm mà nguy hiểm, những cái risk đó, những cái nguy hiểm về cho sức khỏe, về đường dài, cho về tim mạch, nên là hội cũng hoan nghênh, cái tỏ ý hoan nghênh cái quyết định này của bà thống đốc. Dạ, và thưa quý vị, thì cũng như là cái câu mà anh Ngọc Trọng nói là you cool, đó đã trở thành một cái trend. Một cái xu hướng hiện nay cho giới trẻ tại Hoa Kỳ, nhất là các em thiếu niên học sinh trung học. Tại vì cái vaping giờ đây nó trở thành không phải là chỉ cái chuyện là người ta tận hưởng cái việc là hút cái đó, mà nó giống thành một cái game, một cái trò chơi. Tại vì quý vị biết tại sao không? Khi mà quý vị vaping thì nó có rất nhiều khói, và các em học sinh là thích play với cái khói đó, các em thích chơi với cái khói đó. Bây giờ nó trở thành một cái trào lưu, quý vị coi trong hình đó, là các em phun nó thành các cái hình khác nhau.
Đúng rồi. Và có những người họ họ thâu hình lại video, hoặc thậm chí có những cái dân chơi vaping biểu đó, diễn những cái đó là họ trình diễn, yeah, họ biến nó thành performance luôn. Họ biến, họ cho màu vào, có vị nhìn nó, họ họ rồi. Cho cái màu vô rồi họ biến nó thành hình, các loại hình khác nhau rất đẹp, và có những em chơi cái đó rất là giỏi. Và những em khác khi mà nhìn thấy những em chơi hình về khói vaping giỏi quá, các em bắt đầu đi học. Đúng và rồi. Các em học theo nhau để mà chứng minh là I'm cool too, lại giống như là rồi. Dân chơi mà. Thì đó. Sau đó dần dần trở thành là nghiền cái vaping này, bởi vì vaping thực sự là nó có nghiền, bởi vì nhiều nhà sản xuất họ có cho nicotine vô, thưa quý vị. À, và nhiều người họ có, họ nói cái cớ, họ bảo là ô tôi bây giờ muốn bỏ thuốc lá là tôi chơi e-cigarette để tôi bỏ thuốc, nhưng không phải đâu, họ kiếm cớ thôi, thưa quý vị. Chúng ta còn một cái nguy cơ nữa mà chúng ta chưa đề cập, đó là cái gọi là second smoker, tức là mình không hút nhưng mình ngồi gần, mình hít cái khói đó vô, nó còn độc hại hơn cái người hút. Điển hình là chúng tôi có một số người bạn không hề hút thuốc mà lúc mà chết vì ung thư phổi. Người ta nói rõ ràng khói thuốc do một cái người bên cạnh, hoặc do người chồng mà người vợ bị hút, hay là một người bạn. Thí dụ thế, cho nên là mặc dù vậy cái khói này nó ra thì những người xung quanh vẫn không, bởi vì hít là vẫn cái, có hại lắm. Cái thuốc lá điện tử đó, cái người mà hút cái lượng khói vô ấy nó ít hơn là cái lượng khói mà họ xả ra, quý vị thấy là cái lượng khói họ xả ra nhiều, rất là nhiều luôn. Và những cái nhà khoa học họ nghiên cứu thì họ cho rằng là cái thuốc lá e-cigarette, thuốc lá điện tử đó, nó có những cái tinh hạt rất là nhỏ, nó nhỏ hơn so với cái khói của cái thuốc lá thông thường nhiều lần. Và thì vì thế nên khi mà quý vị hít vô thì nó vô thẳng trong những cái nơi nhỏ nhất trong cái lá phổi của quý vị, và vô thẳng cái đường máu của quý vị, và nó stay, nó ở lại rất là lâu, và vì thế mà nó tác động vô cơ thể. Bởi vì trong cho tới nay thì cái tổ chức dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ FDA họ vẫn chưa thể là xác nhận được là có tổng cộng bao nhiêu các loại hóa chất nguy hại có trong thuốc lá điện tử. Vì thế cho tới tận ngày hôm nay mà FDA vẫn không có approve cho cái sản phẩm này. Và cho tới năm 2015 thì Sở Y tế hoặc California đã chính thức xác nhận rằng là thuốc lá điện tử có hại cho sức khỏe hơn nhiều lần so với thuốc lá thông thường.